Không biết tại sao hai con xe này đã nằm mấy tháng trời luôn nè quý anh chị. Thị trường sụp giá thì tụi em cũng sụp giá mấy lần rồi nè. C300 AMG All New nhập Đức và A35 nhập Đức luôn quý anh chị. C300 thì em giới thiệu nhiều rồi. Hôm nay em làm lại clip cái con A35 này nè. Từ bên ngoài tới mở ra bên trong thì khoang nội thất của con A35 này khá là đẹp nha quý anh chị. Vô lăng có núm xoay y chang mấy con G63 luôn nè. Để chuyển chế độ lái trên cái núm xoay này nè quý anh chị. Phiên bản này là V1 sản xuất 2022 mới nhất thì có những cái này nha quý anh chị. Những phiên bản trước thì nó không bằng. Đó, lên xe bật tí nhạc Apple CarPlay YouTube một phát là mình đạp thôi. Giao diện hiển thị của con này thì màn hình full dài như con E300 quý anh chị, rất là đẹp luôn. Tua bin LED đồ này kia mọi thứ nó đều có sẵn. Đi con này thì khá là sướng luôn. Tốc độ nó rất là phê quý anh chị. Cục máy này thì được AMG nó tinh chỉnh lại rồi nè, thuần AMG luôn, chứ không phải là chỉ lên body đồ này kia như cái con C300. Em này khá là nhỏ gọn và chạy khá là bốc luôn quý anh chị. Âm thanh nhập thì mình nghe nó rất là phê luôn. Nói chung thì đi xe mà Mercedes mà nhập Đức nữa thì khá là tuyệt vời rồi. Vô ăn sáng uống cà phê một cái là em quay chi tiết nó cho quý anh chị nha. Con này đậu phố cực kỳ sang luôn. Con này sản xuất 2022 phiên bản V1 mới nhất, đăng ký vào tháng 3 năm 2023. Bây giờ thì mới tháng 10 thôi quý anh chị, mới lăn bánh được có vài tháng là bán rồi. 1.800 km không khác gì xe mới hết. Và giá lăn bánh em này thì ngang với cái con C300 nhập khẩu nha quý anh chị, 2.800 tỷ. Thì bây giờ với cái con này đây, hoặc là quý anh chị muốn mua cái con C300 kia đó, em bán đồng giá luôn, giảm giá đồng loạt, bán đồng giá 1.899 tỷ thôi quý anh chị. Tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng cho quý anh chị luôn. Thể thao hiện đại, hiệu suất cao. Liên hệ với Hoàng để sở hữu em nó nha. Số điện thoại Hoàng có ghi ở trang cá nhân. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.